Em bảo đâu rồi, lên ăn cơm thôi. Ê, lên ăn cơm thôi ha. Ê, con định không ăn cơm xong con lại đá bát đi hả? Ê, giờ mẹ hỏi con có muốn ăn cơm không hả? Nóng tính thế. Rồi ăn đi hả? Ê, con rốt cuộc con có muốn ăn không hả? Bây giờ con ăn gì con chỉ cho mẹ coi hả? Muốn ăn gì chỉ đi hả? Con muốn ăn cái này đúng không? Muốn ăn gì là phải chỉ hả? Rồi cả nhà ơi, đây là sữa hạt ha cả nhà. Trong đây có bí đỏ này ha, có thịt gà ha cả nhà ha. Một bịch nhỏ nhất này là 2 kg nha cả nhà. 0974809436 Zalo mua hàng của em nha cả nhà. Ăn ngon không? Đây là cái hạt nhỏ vừa phải ha, không có to nha cả nhà. Bé nào cũng ăn được, dễ ăn ha.